Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để định m sao cho gx có đúng một cực trị. Đầu tiên chúng ta sẽ đạo hàm gx lên thì nó sẽ ra như thế này. X sẽ là số 1, còn này là hằng số là số 0. Bây giờ muốn có cực trị thì g phải x phải bằng 0. Thì cái cục này sẽ bằng 0. Bây giờ chúng ta để m sang bên phải thì chúng ta sẽ có f phẩy x bằng trừ m. Đối với cái cục này mình sẽ đặt y bằng trừ m. Y bằng trừ m nó sẽ ra như thế này, là cái một cái đường thẳng nó sẽ đi lên đi xuống. Bây giờ chúng ta biết để cho nó cực trị thì chúng ta sẽ tạo thành một cái giao điểm. Nhưng tại vị trí này chúng ta thấy đây là đường parabol, parabol là đường của mũ 2, thì khi mà chúng ta giao với cái cục này thì nó là nghiệm kép, thì nghiệm kép thì không có cực trị. Như vậy chúng ta sẽ tính từ trừ 1 cho đến trừ 9 và từ phía trên cao cũng có một vị trí luôn. Tại vị trí số 3 thì chúng ta có một nghiệm kép ở đây thì nó không phải là cực trị. Như vậy chúng ta sẽ tính từ 3 cho đến 9. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ tổng nghiệm lại từ trừ 9 cho đến trừ 1. Thì từ ta đếm từ 1, trừ 1 cho đến trừ 9 thì ở đây có 9 giá trị. Và bắt đầu từ số 3 cho đến số 9, chúng ta ngồi đếm thì chúng ta sẽ có tất cả là 7. 9 cộng 7 là 16. Như vậy đáp án cần phải chọn là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.